Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục test game trên kênh tư vấn mua điện thoại. Hôm nay mình sẽ vừa quay màn hình vừa test game Free Fire trên chiếc máy LG G8X ThinQ này. Sở hữu con chip Snap 855, kích thước màn hình 6.4 inch, dung lượng pin 4000 mAh có sạc nhanh. Trên tay mình đây là phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, được bán với mức giá loanh quanh tầm 5 triệu rưỡi cho đến là 6 triệu. Bây giờ thì mình sẽ là vào phần mềm AnTuTu. Chấm điểm cho phần mềm AnTuTu là 434.000 điểm. Với CPU là 138.000 điểm và GPU là 172.000 điểm. Mức pin hiện tại là 100%. Trước khi vào game Free Fire thì mình cũng sẽ là bấm đồng hồ đo thời gian. Chúng ta mất 15 giây để load vào game. Về phần setting đồ họa thì mình sẽ là để max setting luôn. Bây giờ thì mình sẽ là bật phần mềm quay màn hình. Hiện tại thì mình đang ở trong phòng chờ. Các thao tác vẫn rất chỉ là mượt luôn nha anh em. LG G8X ThinQ này thì mình thấy nó về phần thiết kế nó khá là vững chắc. Mình rất thích những chiếc máy có thiết kế vững chắc như là chiếc máy này. Cảm giác chơi game xử lý các thao tác nó như kiểu là nó sướng hơn những cái máy bình thường mà mình hay chơi. Thì đó là cảm nhận về của mình thôi. Chiếc máy này load map khá là nhanh luôn, không bị delay. Hiện tại thì mình vẫn đang là quay màn hình nha anh em. Mình sẽ là nhảy đầu map luôn nè. Khi nhảy dù vẫn rất chi là mượt luôn. Không biết là có team nào nhảy cùng team mình không nhỉ? Kiếm súng nào. Á chà, có mấy thanh niên nhảy. Nhảy khu bên kia rồi. Qua luôn. Qua khô máu luôn. Úi. Thanh niên bò lạc nè. Á chà, một thanh niên chạy trên này rồi nè. Úi da. Khá là nhiều. Mình sẽ là gạt giò đi. Ok, thanh niên này cũng đã chết rồi. Á chà, thanh niên đằng kia đang còn chạy. Mình sẽ là đi lại khô máu luôn này. Về phần đồ họa trên chiếc máy này mình đánh giá rất chi là đẹp luôn. Ui dạ, còn mắc tường nữa ạ. Mắc vào khu đất chứ. Chạy đâu cho trời khỏi nắng em ơi. Khá là đen cho thanh niên này này. Gạt giò luôn. Ui. Ủa sao mình có con đại bàng vậy ta? Mình nhớ là mình hình như là đại bàng là được miễn phí hay là sao nhỉ? Có địch. Thanh niên này chết luôn rồi à? Cứ tưởng là mình giết, ai nghe là đồng đội mình giết ạ. Ở đâu vậy ta? Ủa, ở đâu bắn mình vậy ta? Không.
không biết là ở đâu luôn. Cái thế nhờ thanh niên nào bắn lén mình vậy ta? Ồ, dưới này cũng có bắn nhau nữa này. Mình sẽ là đi xuống dưới này xem tình hình thế nào. Ui da, thanh niên đi dưới sông vậy, khá là ngáo luôn ạ. Sao lại đi dưới sông vậy kia? Đồ họa các bạn có thể thấy rất chi là đẹp luôn. À chả, đây rồi, đây rồi. Ui da, chạy đâu hả con lợn này? Á chà, thanh niên à. Thanh niên tính móc ai vậy, là móc mình là không ổn rồi. Từ đầu trận đến giờ mình chơi chưa có một tình huống lang khửng nào luôn, rất chi là mượt luôn. Đơn giản vì con chip Snap 855 không thể làm khó được tựa game Free Fire rồi. À, đơn giản là tựa game Free Fire không thể làm khó được con chip Snap 855 mới đúng chứ. Vừa quay màn hình vừa chơi rất chi là mượt luôn. Mình nghĩ bạn nào đang muốn mua một chiếc máy vừa chơi game vừa quay màn hình, quay những pha highlight up YouTube thì có thể là mua chiếc máy này trong tầm giá là 5 triệu 5 cho đến 6 triệu, rất chi là mình nghĩ cũng hợp lý á. Chơi game Free Fire thì bét tè lè nhè rồi, thì cũng đã là top 1 rồi, rất chi là dễ dàng luôn. Thì trên đây cũng là một số nhận xét của mình về khả năng chiến game trên chiếc máy LG G8X ThinQ này. Nếu các bạn có ý kiến nhận xét gì thì có thể là comment phía bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Nãy giờ mình chơi được tầm là 20 phút, phần trăm pin từ 100 xuống là còn 95%. Còn về phần nóng máy thì mình đánh giá chiếc máy này vừa chơi game vừa quay màn hình, nó không quá là nóng nha anh em.